Trinh xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Hôm nay thì Trinh mới đi vườn ươm mua được một vài cây giống mới á, thì Trinh muốn giới thiệu với cả nhà. Hôm nay thì Trinh mua được hai cây, cả nhà có đoán ra là gì ạ? Hai cây rau răm cả nhà. Hai cây rau răm này ở Đức thì cũng có giá khoảng 90.000 một cây cả nhà. Đó. Năm ngoái thì Trinh có mua rau răm rồi, nhưng mà sau cái mùa đông á thì là cái cây rau răm nó bị không có sống được qua mùa đông cả nhà. Và hôm nay thì Trinh chọn cái cây rau răm mà nó có cái cành già già như này cả nhà này, thì là mình có thể cắt cái cành già này mình dâm xuống đất đấy, thì cũng có thể là nó sẽ ra những cái cành mới đó. Ngoài ra thì Trinh có mua hai cái cây. Cái cây ở giữa này là cái cây quất nha cả nhà, không phải là cây Trinh mới mua mà Trinh để ở ngoài vườn, nó giống như kiểu là trồng giống như bonsai vậy cả nhà, nhưng mà thật ra không phải bonsai đâu. Đó là cây tắc các cả nhà. Trinh mua vào cuối năm ngoái ấy, thì đó thì là sau mùa đông á, nó rụng mà Trinh cắt hết lá, thì bây giờ nó đã mọc cây lá mới có hoa rồi, bây giờ đang đợi nó đậu quả thôi cả nhà đó. Trinh bỏ sang cái này một bên để cho nó gọn. Ngoài hai cái cây rau răm ấy thì Trinh mua được hai cây này nữa, thì cả nhà có đoán là cái gì không? Trinh mua được hai cây này là hai cây Việt quất cả nhà. Đó, theo tiếng Đức là Bergen đó, Heidenbergen. Đó, hai cây này thì có một cây nó có một vài trái rồi cả nhà. Đó, thì Trinh mua hai cái cây này để mình trồng cho nó vui ấy. Đó. Để sang một bên. Trinh không nhớ cái giá nó lắm, hình như nó giá là 7 euro một cây Việt quất này cả nhà. Đó, 7 euro một cây Việt quất đó thì là khoảng bao nhiêu ta? Khoảng 100 mấy 200 ấy cả nhà. Đó. Thì cả nhà cứ nhân hộ Trinh lên là 1 euro thì nó tương đương với khoảng 28.000 Việt Nam đồng. Đó, ngoài ra thì Trinh mua được hai cây nho cả nhà ơi. Hai cây nho này thì Trinh chọn một là một cây là nho xanh cả nhà. Đây. Cây là nho xanh. Và một cây là nho đen cả nhà. Nho đen này. Đó. Thì là mỗi một cây này hình như là 15 đồng, rơi vào khoảng 450, 430, 450 cả nhà một cây nho này. Thì là Stefan thì đang dọn cái nhà của nhà Trinh ấy, cái nhà kho ấy, để có thể trồng hai cái cây nho này ở hai bên. Thì chắc là cũng hy vọng là nó sẽ sống qua được mùa đông. Cái này thì người ta đề là nó sẽ sống được qua mùa đông cả nhà, âm 20 đến âm 25 độ C nó đều sống được. Đó, cho nên là Trinh rất là thích hai cái cây nho này luôn. Rồi mua được một ít húng Việt Nam, rồi mấy cây Việt quất ấy. Và bây giờ thì Trinh sẽ mời cả nhà cùng tham quan cái khu vườn nhỏ nhà Trinh, rất là nhỏ thôi, xem là bây giờ đang có những cái rau gì nhá, và những cái cây gì nhá. Và Trinh cũng sẽ cập nhật cái cây táo tàu. Sau khi mà cái video lần trước Trinh có mua cây táo tàu á, thì là có rất nhiều cô ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có hỏi thăm về cây táo tàu. Bởi vì là ở Đức ấy, là cái xứ lạnh thì nó cũng không phù hợp lắm để mà trồng một cây táo tàu. Cho nên là Trinh cũng mới mua được cây táo tàu 2 tháng thôi. Thì hôm nay Trinh sẽ cập nhật cái tình hình cây táo tàu nhà Trinh sau khi đã mua 2 tháng nhá. Xin mời cả nhà cùng tham quan cái vườn của nhà Trinh nhá. Vườn thì Stefan đang dọn dẹp ấy, cho nên nó sẽ hơi ồn một chút. Đấy, thế nhưng mà Trinh muốn giới thiệu với mọi người rằng là cái cây táo tàu sau 2 tháng Trinh trồng ấy thì nó đã cao như thế này, và nó đã ra được rất nhiều là cái lá. Nếu mà ông bà, cô chú và anh chị và các bạn mà đã từng xem cái video mà khi mà Trinh mà mới mua cái cây táo tàu này về ấy, thì nó cũng chỉ cao 1m8, nhưng mà sau khi mà mình trồng nó dưới đất thì nó chỉ cao khoảng 1m3 thôi cả nhà. Kiếm cho nó một cái vị trí phù hợp, sau đó thì Trinh sẽ bón cái phân bò vào cho nó. Nghe nói là nó rất là ưa nắng và ưa nước. Đó, bởi vì 50cm nó đã ở bên dưới rồi. Thì bây giờ là, và nó chỉ có một vài tán lá thôi, thì bây giờ nó đã lên ra được khá nhiều tán lá rồi. Đấy, và nó có cao hơn rồi cả nhà. Đấy là Trinh cập nhật cái cây táo tàu của Trinh sau 2 tháng Trinh trồng ấy. Mặc dù nó rất là nhỏ và nó chỉ có một vài tán lá thôi, nhưng mà sau khi mà Trinh trồng xuống dưới đất ấy khoảng 3 tuần thôi là nó đã bắt đầu có hoa rồi cả nhà. Và hoa rất là nhiều luôn.
và rất là nhiều cả nhà. Nhưng mà Trinh cũng không biết nữa, thì nhiều người cũng nói rằng là trồng táo tàu ở Đức thì nó hơi trái mùa ấy, nó không có đúng lắm, bởi vì rằng là ở Đức rất là lạnh, và cây táo tàu khi mà nó gặp lạnh ấy thì là nó sẽ, kể cả nếu mà nó đã đậu trái ấy, nhưng mà cái lạnh nó đến ấy thì là cây táo tàu này nó đậu trái muộn, cho nên khi mà cái lạnh nó đến sớm ấy thì là cây trái nó sẽ rụng ấy đấy. Và thường thì táo tàu phải trồng từ 2 đến 3 năm thì bắt đầu mới đậu quả được, thì nhà Trinh mới trồng được 2 tháng à, mà thấy hoa rất là nhiều. Khi mà hoa này nở ấy thì sau đấy nó sẽ lại nó khô đi và nó rụng ấy đó, thì Trinh cũng không biết là lý do vì sao, có thể là nó cũng chỉ mới trồng được 2 tháng thôi, thì chắc có lẽ là nó cũng chưa đủ cái chất đấy, với cái đủ mạnh để nó có thể ra cái trái được. Nên là Trinh cũng rất vui khi mà mới trồng 2 tháng thì cái cây nó cũng trộm vía, nó phát triển tốt, nó cao, nó mọc nhiều cái nhánh mới, nhiều tán mới, và mỗi một tán đều có rất nhiều hoa. Mấy hôm trước thì là nó có một vài cái giống như kiểu là những cái con bọ xanh, diệp xanh ấy, thì Trinh cũng đã pha cái công thức đó là tỏi này, ớt này và gừng xay nhuyễn, sau đó ngâm với nước, sau một đêm ấy thì là mình lấy cái nước đó mình pha loãng rồi mình xịt thì là đã khỏi cái phần những cái dẹp xanh ấy cả nhà. Đó thì đấy cũng là một cái tip mà Trinh đã chữa được cho cái cây táo tàu này, nó thành công khi mà nó bị bệnh như bệnh dẹp trắng hoặc là bệnh dẹp xanh ấy cả nhà. Cũng có một vài cô và chị cũng có hỏi Trinh ấy là Trinh mua táo tàu ở đâu, và Trinh cũng đã chia sẻ cái địa chỉ rồi và cái cây táo tàu bằng tiếng Đức rồi, và mọi người cũng Trinh cũng nhận được rất là vui khi mà nhận được rất nhiều cái sự phản hồi của quý khán giả ấy, là tại vì mọi người cũng rất thích trồng cây táo tàu ở Đức đó đấy, và có nhiều chị thì mua sau Trinh nhưng mà cũng đã cái cây nó lại cho trái rồi đấy, cho một vài trái mặc dù là nó vẫn còn nhỏ, cho nên đấy cũng là cái niềm vui nho nhỏ mà Trinh đã chia sẻ và lan tỏa được cho mọi người. Trinh rất là cảm ơn. Phía đằng xa kia thì Stefan đang dọn dẹp cái phần nhà Trinh trước thì có trồng cái dây leo ấy đó ở dưới cái nhà kho ấy, thế nhưng mà bây giờ là sẽ gỡ ra để trồng 2 cái cây nho ở 2 bên. Và đây thì Trinh muốn khoe với mọi người nữa, đó là cái cây lê ở phía nhà Trinh cả nhà. Cây lê thì tại sao nó lại có những cái túi này, bởi vì là thật ra thì Trinh có, nếu mà có nhiều túi nữa thì Trinh cũng sẽ trùm cho nó đấy, nhưng mà Trinh chỉ có 3 cái túi ở trong nhà thôi, đó là những cái túi lưới như này cả nhà này. Thì là Trinh, đây là cây lê đang ra trái đó, thì Trinh cũng tỉa khá nhiều quả đấy rồi đấy, thế nhưng mà khi nó ra trái ấy, đây này rất là dễ thương cả nhà, thì Trinh chùm lại như này để cho, tại vì cái cây lê kể cả lá của nó cũng rất là thơm, cho nên nó thu hút rất nhiều côn trùng và chim chóc, cho nên bởi vậy cho nên là mình chùm lại có những cái quả những cái bọc như này này, bọc lưới như này mình chùm vào thì nó để nó bảo vệ cái trái lê của mình cho cái côn trùng kiến nó không vào được ấy đấy, và chim chóc nó cũng hạn chế nó phá cái cây của nhà mình ấy đó. Thì hôm nay Trinh chia sẻ với mọi người là một trong những cái tán cây lê của nhà Trinh như này, thì là hy vọng rằng là cái mùa đông nó sẽ đến muộn để cho mà cái trái lê này nó kịp lớn và nó nhà mình có thể kịp thời để mà thu hoạch nhé cả nhà nhá. Chứ chỉ sợ là cái mùa đông đến sớm quá thì là cái trái lê này nó chưa kịp lớn thì nó gặp mùa đông rồi thì cái đấy thì nó sẽ bị rụng rất là phí luôn. Đó, Trinh rất là thích, với đây là năm đầu tiên mà Trinh trồng cây lê và nó cũng rất là dễ thương cả nhà. Đó, cành lê nó chữ chịt luôn đấy cả nhà. Đó, thì Trinh cũng phải làm một vài cái kệ như này để cho nó đỡ những cái cành lê ấy, vì là rất là cây nó còn nhỏ thôi, mới trồng từ năm ngoái á. Đây là năm đầu tiên nó ra hoa và nó cũng đã có đậu quả. Đó, nhìn những cái trái lê này rất là dễ thương cả nhà. Rất là dễ thương luôn. Và cái lá lê này rất là thơm cả nhà. Đó, mình đứng ở đây nhiều khi mình vò vò cũng thấy thơm, rồi khi là cái côn trùng nó thích lắm. Cả nhà nghe thấy tiếng nước, đó là cái tiếng nước ở trong cái hồ cá nhà Trinh ấy, cũng rất là thư giãn khi mà mình ra ngoài vườn mình thư giãn ấy. Đấy, cái phía mà phía tay Trinh chỉ ấy, đó là cái cây lá mơ lông của nhà Trinh cả nhà. Trinh mới mua cây này năm ngoái thôi, nó rất là nhỏ ạ, và sau mùa đông thì nó khô đét à, và Trinh tưởng là nó không qua khỏi ấy, thế nhưng mà đến mùa xuân và đến mùa hè thì bây giờ bắt đầu nó đang lên nhiều hơn nữa cả nhà, nó đang leo lên trên giàn rồi. Trinh rất là thích luôn cả nhà. Với cái khí hậu lạnh ở Đức ấy thì để mà trồng được với những cái cây nhất là những cái rau thơm gia vị ở Việt Nam, ở xứ nhiệt đới mà sang trồng ở cái xứ lạnh ấy thì là
cái mà không có, đặc biệt là không có nhà kính nữa thì là rất là khó trồng. Đó thì hôm nay nó lên leo giàn như này, Trinh rất là thích cả nhà. Đó thì hứa hẹn sẽ có một cái bữa mà lá mơ trứng gà. Cái bên nhà Trinh ấy, hàng xóm ấy họ đang cắt cỏ cho nên sẽ hơi ồn một chút cả nhà. Đó đây là những cái rau mùng tơi của Trinh cả nhà. Và đây là những cái rau mồi mà Trinh trồng ấy, thì Trinh để cho nó có cái hạt, cái có quả như này để mình lấy giống sang năm ấy. Đây này. Đó, cái rau mùng tơi này là Trinh trồng từ những cái hạt mà Trinh năm ngoái ấy. Những cái cây này nó già ấy, xong rồi sau đấy nó có hạt thì Trinh để lại giống và năm nay trồng nó đang lên rồi cả nhà. Mấy hôm nay nắng ấm thì nó mới lên đấy. Gieo cái hạt mùng tơi này cũng rất là lâu của nhà nó mới lên đấy. Lá bạc hà này là cả nhà. Đó, có rất nhiều công dụng nha. Đó, ngoài những cái rau thơm, rau gia vị mình có thể ăn gỏi cuốn, ăn phở ra ấy, thì mình có thể uống nước giải khát ấy, và mình ví dụ như là những cái nước stock chẳng hạn, đó là detox ấy, những cái nước detox đó là những cái nước mà thanh lọc cơ thể ấy, mình cho một vài cái lá bạc hà này vào ấy cũng rất là thơm, uống rất là ngon và bắt vị đấy cả nhà. Đó, ngoài ra thì nhiều khi cái vườn nhà Trinh ấy cái cây bạc hà này nó trồng rất là dễ cả nhà. Khi mà mình mùa đông ấy nó có bị lụi nữa vì lạnh ấy, nhưng mà đến mùa xuân nó lại mọc lên quá trời luôn. Thì nhiều khi ăn không hết nên là Trinh hái cả bạc hà này, rồi hái cả một vài cái cây mà giống như húng chanh các thứ ấy, vào là nấu một cái nồi nước ở trong bếp ấy để mình xông cái bếp cho mình. Nhiều khi mình nấu những cái mắm hoặc là cá nó sẽ bị tanh ấy, đấy thì mình có thể khử mùi bếp và mình xông nhà mình bằng những cái nước đun những cái húng này này, rất là thơm và dễ chịu luôn cả nhà. Nhiều khi ốm cảm cũng có thể nữa. Ngoài ra là Trinh thấy cả nhà nhìn thấy là cây xúc chili là cái cây bí nhà Trinh cũng đang bí ngòi đang ra hoa đây cả nhà. Họ đang ra hoa và nó đang có trái rồi cả nhà. Đó. Cái vườn xinh xinh này có những cái một vài những cái rau gia vị ấy, rồi những cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh ấy cũng rất là dễ thương. Cây ngải cứu cả nhà. Đó thì nó lên rất là tốt luôn. Và bây giờ Trinh sẽ hái những cái ngọn ngải cứu này vào để xíu nữa Trinh ăn lẩu gà. Và có thể ngày mai sẽ sáng sớm có thể là ăn cái ngải cứu này mình cắt ra để mình đúc trứng ấy. Mình ăn nó cũng chữa đau đầu rất là tốt cả nhà. Đây là cái cây ớt chuông của nhà Trinh nó đang ra những cái quả mới này cả nhà. Mọi người nhìn thấy là nó có rất là nhiều hoa khác cả nhà. Hoa và nó nở rất, đang có rất nhiều nụ và rất là nhiều trái. Những cái trái xanh xanh này cả nhà. Nhiều phết đấy cả nhà. À, rất là nhiều luôn đó. Này. Này. Cái góc này này. À. Mà sau mấy tháng ấy là sau đây là khoảng 2 tháng rồi cả nhà. Đó thì là Trinh đã thu hoạch cái đợt đấy rồi. Quả đấy và nó bị cái phần mà giống như kiểu dẹp trắng ấy. Đây này, nó đang bị lại này cả nhà. Khi mà bị lại là mình phải ngắt nó, bỏ đi luôn. Đó, thì là Trinh đã ngắt hết những cái lá của nó. Sau khi thu hoạch ấy thì là nó còn mỗi cái cây trụi không thôi. Sau đấy thì nó ra nhiều lá mới này cả nhà. Nó ra hoa và bây giờ đang ra rất là nhiều quả con này cả nhà. Đây là cái cây ớt Trinh thích này cả nhà. Cũng ở trong cái tập lần trước cách đây một vài tháng mà Trinh chia sẻ, Trinh mua cây ớt gọi là pfeffer, người Đức họ gọi là pfeffer, không phải hạt là ớt mà nó giống như là một cái loại gọi là ớt sừng ấy cả nhà, nó không quá cay đâu. Đấy, bây giờ thì hôm nay nó đã đầu nó lại bị một vài cái bệnh giống như là bệnh dẹp ấy. Đó, lần trước thì khi mà Trinh đã thu hoạch hết một cái đợt lần trước rồi thì cũng được rất là nhiều trái luôn cả nhà. Đó thì là bắt đầu nó cái cây nó bắt đầu nó bị giống như bệnh dẹp ấy cả nhà. Nó dính và nó bị ăn ấy và cảm thấy nó không lớn được nữa ấy. Thế là Trinh đã thu hoạch hết những cái quả chín, sau đó thì Trinh cắt hết lá, cắt trụi cây luôn rồi cả nhà. Thế là nó ra những cái đợt lá mới và ra rất là nhiều nụ luôn cả nhà. Thậm chí là bây giờ đang ra rất là nhiều quả xanh luôn. Rất nhiều quả xanh luôn cả nhà. Đó. Rất là nhiều luôn đấy cả nhà. Thì hôm nay Trinh sẽ thu hoạch những cái trái chín như thế này. Đó, để cho nó có sức nuôi những cái trái xanh non nó đang ra rất là nhiều luôn. Đấy. Nhìn lên rồi nào. Nụ trái xanh còn rất là nhiều luôn. Trinh sẽ thu hoạch những cái trái chín trước. Đấy. Hoa không kịp ăn nó còn héo luôn.
Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.